xa thì bơ bể, bơ bể xa. Bác là không ai mà quan tâm đến nó là nó la nó la thế đó. Phải nói chuyện với nó, hỏi thăm sức khỏe nó. Thưa bác đấy, thưa bác từ ngày đến đây sức khỏe con rất khả quan. Người ta chán phải thay đổi chứ.